chào các chị thân yêu nha. Mời các chị vào tham gia cái livestream giới thiệu sản phẩm của bên em ạ. Rồi xin chào mọi người. Và các chị ơi, trong cái livestream hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu tới các chị rất nhiều mẫu váy mới về của bên em với cái mức giá rất là ưu đãi các chị yêu nha. Và ai đã vào tham gia livestream rồi thì cho em xin một tấm này cũng như là chia sẻ cái livestream này để mình được mua với mức giá ưu đãi các chị yêu nha. Rồi, và mẫu váy đầu tiên mà hôm nay bên giới thiệu tới các chị đó là một mẫu váy ren các chị yêu nha. Mẫu váy ren mà thực nhân đang mặc trên người đây có mã là V102 ạ. Và mẫu váy này thì có tổng cộng là 2 gam màu cho mình lựa chọn ạ. Một là màu nu các chị yêu nha, và hai là màu trắng này, rất là xinh. Và mẫu váy này đang được rất ưa chuộng trên thị trường nha. Bạn Nhân sẽ đi một vòng để các chị yêu có thể xem mẫu này nhá. Mẫu váy này thì phù hợp với các chị yêu mà có cân nặng từ 42 cho đến 56kg này em bao vừa ạ. Với thiết kế là chất liệu hàng ren loại 1 ạ. Và có ở đây thì mình có rất là nhiều những cái đường gọi là cách điệu này để mình mặc trông sẽ sang chảnh hơn các chị yêu nha. Và chất ren thì rất là mềm mại các chị yêu ạ. Và mẫu váy này hiện đang bán trên thị trường có giá là 350.000 trong hệ thống thời trang Queen Fashion sở may Quốc Thị và thời trang nữ Việt Nam có giá là 250.000. Nhưng khi các chị đặt hàng trong cái livestream này và chia sẻ livestream thì bên em sẽ bán với mức giá chỉ 220.000 thôi ạ. 220.000 một chiếc váy thiết kế như thế này các chị yêu nha. Và để đặt hàng mình comment là V102 kèm màu kèm số điện thoại để lên đơn thành công với mức giá là 220.000 một chiếc váy ren các chị yêu nhá. Rồi em lại gần cho các chị yêu có thể xem chất của cái bộ váy này các chị yêu nha. Thiết kế là tay dài này và thiệt bằng vải như kiểu vào vải voan ấy ạ. Rất là quyến rũ các chị yêu nhá. Các chị có thể mặc đi làm, công sở, đi chơi và nhất là mùa cuối năm rất là nhiều tiệc tùng rồi. Đặc biệt là chuẩn bị 20 tháng 10 nữa thì đây là một cái lựa chọn không thể thiếu với chị nhá. Mẫu váy V102 với mức giá là 220.000 áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream này ạ. Rồi chị yêu nào đặt hàng thì lên đơn thành công cho em với cú pháp V102 kèm màu kèm số điện thoại ạ. V102 màu nu, và bây giờ bên em sẽ thay luôn sang màu trắng để các chị yêu có thể xem nhá. Các chị có thể hình dung được rõ hơn về cái mẫu V102. Ok, mà không thấy sốc gửi chị Nga VT ơi, chuẩn bị có hàng về rồi đó. Rồi 42 cân là có vừa chị nhá. Em chào chị Mai Loan này, em chào Lệ Đỗ này, em chào Ngọc Bích nha. 42 cân là mặc rất là xinh luôn chị yêu nha. Đặt hàng mình comment là V102 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Có hai màu là màu xanh và màu hồng và màu nu và màu trắng các chị yêu nha. Còn chiếc váy em đang mặc có mã là gì nhỉ chị yêu nhỉ? Mã này là gì? V931 các chị nhá. Váy em đang mặc mã là V931 và chỉ có màu hồng thôi. Giá là 190.000 không? 200. Giá là 200.000 các chị yêu nha. Ok, có váy ren là từ 42 cho đến 55 cân là em bao vừa các chị nhá. Có tổng cộng là 2 gam màu cho mình lựa chọn ạ. Màu nu và màu trắng nha. Em đưa lại màu nu để cho các chị yêu xem. Còn váy em đang mặc chất là chất thái trượt nhá. Free size dưới 58 cân vừa ạ. Rồi ok, được xem hàng trước khi thanh toán. Bên em ship hàng là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các chị yêu nhá. Mình được mở gói hàng ra kiểm tra. Nếu mà đúng mẫu, đúng màu như mình đặt thì mình mới nhận các chị yêu nha. Và phí ship của bên em là 20.000 nội thành Hà Nội và 30.000 các tỉnh nhé các chị yêu nhá. Rồi em đã sang màu trắng rồi đây ạ. Màu trắng này cũng có giá là 220.000, mã V102 ạ. Các chị đặt hàng comment V102 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng để bên em lên đơn thành công ạ. Đang sale rất là mạnh, từ 300.000 chỉ còn 220.000 trong cái livestream này thôi ạ. Đó, và mẫu này là từ 40 đến 55kg các chị nha. Đó, và có một số chị là nếu mà mình vào sao chưa biết được thông tin, mình cứ để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm V102. Bên em sẽ có chuyên viên tư vấn tận tình cho các chị yêu luôn. Và bên em sẽ gọi điện cho các chị yêu nhá để xác nhận đơn hàng. Nếu mà có thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thêm, mình comment V102 kèm màu kèm số điện thoại, bên em sẽ tư vấn cho mình ạ. Và lên đơn thành công cho chị nào comment đúng cú pháp, mã, màu, số điện thoại giúp em đi ạ. Màu nu ạ và màu trắng các chị nhá. Rồi em lại gần cho các chị yêu xem này. Chuẩn bị mùa cuối năm rồi, rất là nhiều đám cưới cũng như là mùa hẹn hò cuối năm rồi các chị yêu ơi. Mình phải có ngay một chiếc váy thật là xinh để có thể điệu đà xuống phố các chị nhá. Rồi, và cái mẫu váy này là bên em đã qua và chuẩn bị sang một mã váy khác ạ. Hôm nay là toàn là mức giá rất là ưu đãi cho mà chị nào chia sẻ livestream cho em ạ.
chia sẻ live stream về trang cá nhân của mình và chế độ công khai các chị nha. Chỉ một lần thôi là mình sẽ được mua những cái sản phẩm của bên em với giá vô cùng ưu đãi luôn ạ. 220.000 mã V102. Em chốt đơn thành công cho các chị yêu. Comment V102 kèm màu kèm số điện thoại và bên em sẽ gọi điện xác nhận đơn cho mình nha. Em chuẩn bị qua một mã váy tiếp theo rồi ạ. Rồi qua ok, có một số chị mà ở trong. Ok, chị Hải Yến Vũ em lên đơn thành công cho chị rồi ạ. Chị nào lên, ok chị Minh Anh lên đơn cho chị rồi này. Chị Hoàng Duyên, màu hồng bạn mặc 57 cân có vừa không? Màu hồng em đang mặc thì dưới 55 cân thôi chị yêu nhá. Rồi, váy sen thì chỉ có một size thôi ạ. Vì chất của nó là sen mềm co giãn 4 chiều này các chị đẹp. Đó, co giãn 4 chiều. Cho nên là mình mặc dáng lên dáng rất là căng, rất là xinh nha. Ok chị Hà Lương chốt đơn cho chị rồi. Các chị chỉ cần comment V102 kèm màu kèm số điện thoại. Đây là màu da các chị nhá, mà tiếng Anh là nu đấy các chị ạ. Màu da nha, không phải là màu nâu đâu ạ. Rồi ok, em tiếp tục sang mã váy tiếp theo để giới thiệu tới các chị yêu. Mẫu váy này cũng có thiết kế là hơi xòe một chút này, rất là công chúa điệu đà luôn. Và mã váy này thì đang rất là hot hit trên thị trường và bản thân xưởng may Quốc Thịnh cũng như Queen Fashion và Thời Trang Nữ Việt Nam cũng bán ra rất là nhiều cái mẫu váy này rồi. Thì hôm nay em cũng tổng hợp lại để giới thiệu tới các chị nha. Đây là váy len Quảng Châu hàng vạn một các chị yêu ơi. Và chất của nó là chất len dên dạ nhá, rất là dày dặn và có dạng 4 chiều. Và mẫu váy này đi gần gần là em. Rồi, và mẫu váy này là free size với các chị mà 57kg quay về là em bao vừa nha các chị nha. Thiết kế rất là xinh luôn này. Và mẫu váy V851, mã của nó là V851 nha. V851 có tổng cộng là 3 gam màu cho mình lựa chọn này. V851 màu xanh, V851 màu đỏ và V851 màu da, đúng không? Cái này là màu da. Màu sữa. Rồi V851 màu sữa mà bạn Thường Nhân đang mặc đây. Các chị yêu đặt hàng thì sẽ comment cho em là V851 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Chất là chất len dạ hàng Quảng Châu lại một các chị yêu nha. Đó, rất là lịch sự luôn và cũng rất là điệu nữa. Mình có thể mặc đi công sở, mình đi chơi, hẹn hò hoặc là đi tiệc tùng gì đó là đều rất là xinh các chị nhá. Tổng cộng 3 gam màu cho cái mã V851 hàng len này nha các chị nha. V851 màu xanh, V851 màu đỏ và V851 màu sữa. Giá trên thị trường là 350.000. Tại cửa hàng bên hệ thống thời trang bên em Queen Fashion, sở may Quốc Thịnh cũng như Thời Trang Nữ Việt Nam là 300.000. Tuy nhiên trong cái live stream này, áp dụng cho chị nào chia sẻ live stream và đặt hàng trong live stream, bên em giảm xuống chỉ còn 250.000 một váy thôi ạ. 250.000 một chiếc váy len rất là đẹp như thế này các chị nha. Đặt hàng mình comment liền tay cho em là V851 kèm màu kèm số điện thoại ạ. V851 màu sữa, V851 màu xanh và V851 màu đỏ các chị yêu nha. Bây giờ Thục Nhân sẽ mặc sang một cái màu xanh để cho các chị yêu xem này. Và trước khi thay thì bạn sẽ quay một vòng để các chị yêu có thể xem kỹ về dáng cũng như là về chất nhá. Free size với các chị mà dưới 58 cân là em bao vừa ạ. Chất liệu là hàng len Quảng Châu co giãn rất là dày dặn các chị nhá. Và các chị mà ở trong Nam trời thời tiết mùa thu như thế này thì mặc cũng rất là đẹp luôn ạ. Còn các chị mà ở mùa thu Hà Nội hoặc là quanh miền Bắc á thì cái mẫu váy này mặc mùa thu đông là rất đẹp luôn rồi các chị nhá. Đây ở đằng trên là mình có cả thiết kế cúc này, rất là quý tộc luôn này. Rồi em sẽ sang màu xanh để cho các chị xem này. Ok, áo hồng em đang mặc. Rồi ok chị Loan Nguyễn nha, V851 là mẫu váy len chị nha. Chị nào lấy V851 comment liền tay cho em. V851 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 250.000 một váy các chị yêu nhá. Còn chiếc váy em đang mặc là mã là cái váy em đang mặc giá là 190.000 và chỉ có màu hồng thôi ạ. Ai lấy mình có thể comment cho em là mã gì ta. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Đợi em một chút nha. Ok, em sang cái váy V851 màu xanh cho các chị yêu nè. Rồi, ok. V851 màu xanh này. Màu xanh này là màu xanh bích các chị nhá. Rất là tây luôn ạ. Rồi, và các chị mà da của mình hơi trắng trắng một chút á thì mặc màu này thì cực kỳ trẻ luôn nha. V851 màu xanh có giá là 250.000 ạ. Chị yêu nào lấy mẫu váy này thì comment cho em V851 xanh kèm số điện thoại để mua chiếc váy này với giá là 250.000 ạ. Và mình chia sẻ để mua với mức giá ưu đãi 250.000 các chị nha.
chị nào mà không chia sẻ là mình sẽ mua với mức giá tại cửa hàng là 300.000 đấy ạ. Cho nên là chị nào mà mua hàng là mình chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chế độ công khai nha. Đó, và cái màu xanh bích này trời ơi tây hết biết luôn nha. Ok, chị Lương Hải em chốt đơn cho chị rồi ạ. Rồi chị nào lấy thì comment cho em V851 kèm màu kèm số điện thoại nha. V851 màu xanh, V851 màu sữa và V851 màu đỏ ạ. Rồi em sẽ đi một vòng cho các chị yêu xem kỹ lại về chất này và cái màu sắc của màu xanh nha. Đó, quay sau này, chất len hàng Quảng Châu co giãn 4 chiều nha. Trời ơi, xinh hết biết luôn nha. Các chị yêu lấy màu xanh thì comment là V851 xanh kèm màu kèm V851 xanh kèm số điện thoại và địa chỉ ạ. Và mình chia sẻ livestream mình sẽ mua với mức giá 250.000 một váy len ạ. Ok, em bắt đầu sang màu đỏ để các chị yêu xem tiếp nha. Các chị có thể một cái hình dung tổng thể về tất cả các màu ok ạ. Màu út này là cao 1m60 và nặng cỡ là 48-49 cân nha chị nha. Cho nên là cái giá người bạn ấy rất là dễ mặc. Tuy nhiên là các chị nào mà có một chút thắc mắc là mình không biết mình có mặc vừa hay không, hay là mặc rộng, mặc chật hay mình có mặc đẹp không, thì các chị chỉ cần để lại mã cộng màu cộng số điện thoại, bên em sẽ có tele sale tư vấn tận tình cho các chị luôn. Và chỉ mặc đẹp, mặc xinh, mặc vừa thì bên em mới gửi hàng các chị nha, chứ không có gửi hàng lung tung đâu ạ. Nên là ai muốn mua hàng thì mình cứ comment cho em V851 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Trên tay em đang cầm là màu sữa các chị nha. Mình comment là V851 màu sữa kèm số điện thoại, V851 màu xanh kèm số điện thoại và V851 màu đỏ kèm số điện thoại. Bên em sẽ gọi điện tư vấn tận tình cho các chị yêu luôn. Đó, và vì có nhiều chị vào sau bên em sẽ không thể tư vấn được hết, do là cái lượt xem livestream và các chị comment rất là nhanh. Cho nên là mình cứ nắm bắt được thông tin cho em. Chất len là hàng len co giãn nha các chị nha. Và chất len rất là dày dặn, là len loại một luôn đó các chị ạ. Và nó co giãn rất là tốt, nó sẽ bo theo cái form người của các chị. Đó, nên là mình đặt hàng, mình comment cho em là V851 kèm màu kèm số điện thoại là bên em sẽ lên đơn thành công và gọi điện tư vấn tận tình cho các chị luôn ạ. Rồi, ai lên đơn thì cứ lên đơn nha. V851 xanh, V851 sữa và V851 màu đỏ ạ. Trời ơi, rất là xinh luôn này, rất là nổi luôn. Ai lấy thì comment đủ mã, màu, số điện thoại để bên em chốt đơn nha. Bên em chuẩn bị sang một mã mẫu mã váy tiếp theo. Cho nên chị yêu nào mà chưa kịp đặt hàng thì mình comment nhanh tay nha. Sẽ có tele sale tư vấn tận tình cho các chị luôn. Và bên em ship hàng là được kiểm hàng trước khi thanh toán các chị yêu nha. Tất cả các đơn hàng của hệ thống xưởng may Quốc Thịnh, Queen Fashion cũng như thời trang nữ Việt Nam là đơn hàng được kiểm hàng trước khi thanh toán các chị nha. Nên mua online mình rất là yên tâm và rất là hài lòng luôn ạ. Rồi ok, em bắt đầu sang một cái mã váy tiếp theo. Đúng rồi, một cái mã váy tiếp theo cho các chị yêu mà mình không thích dáng xòe. Đây là dáng xòe này, đó rất là tiểu thư công chúa. Nhưng mà có nhiều chị á là lại thích cái sự năng động này và hơi body một chút. Thì em sẽ sang một cái mã váy tiếp theo để cho... Trời ơi, sao lại... Thôi không bấm gì luôn, Ok nha, em sang một cái mẫu váy tiếp theo nha. Em sang một mẫu váy tiếp theo này. Ok, chị Lan Nguyễn lên đơn cho chị rồi nha. Mình cứ để lại mã, màu, số điện thoại, bên em sẽ gọi điện tư vấn tận tình cho các chị yêu luôn. Mình không phải lo là vừa hay chật hay gì, vì sẽ mặc đẹp bên em mới chốt hàng. Nên các chị lưu ý yên tâm nha. Rồi, em sang một mã váy tiếp theo. Rồi, cái mã váy mà em đang mặc trên người đây, thật ra là cũng không chủ đích bán, nhưng mà nhiều chị hỏi thì các chị có thể comment là V931 kèm số điện thoại cho em. V931 hôm nay em chỉ có màu hồng thôi và giá là 200.000 một váy em đang mặc các chị nha. Rồi, bây giờ em sang một cái mã váy tiếp theo đây nè. Rồi, em sang một cái mã váy body thứ hai mà cũng có kẻ nha các chị nha. Mã váy này là xem em tầm bao nhiêu cân, dưới 57 cân chị nhá, cứ để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn tận tình cho mình luôn. Ok, em sang một mã váy tiếp theo rồi. Mã váy này cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường thời trang đây các chị ơi, và bên em thì cũng đã bán đi phải tầm cỡ 3.000 hàng cái mã váy này rồi á. Chị yêu nào thích mã váy này mình có thể nắm kỹ hơn một chút nha trước khi đặt hàng. Mã váy này thì nó có body nhưng mà ở phần bụng á nó hơi xuông một chút, cho nên là các chị yêu mà có cái vòng hai của mình không được thon gọn thì mình cũng không phải lo, bởi vì sẽ không lộ bụng mấy đâu ạ, sẽ không lộ bụng nhiều nha. Và chất là chất len co giãn 4 chiều á, cho nên là mình mặc rất là thoải mái. Và cái mẫu váy này phù hợp với các chị yêu mà từ 42 cho đến 56kg là em bao vừa nhá. Hàng một size co giãn 4 chiều ạ. Chị yêu nào mua cái mẫu váy này
thì mình để lại cho em cú pháp đặt hàng là V840 ạ. Mẫu váy này mã là V840 và bạn nên đang mặc là màu sữa rồi ạ. Ok, màu sữa nha. Bên cạnh đó em còn có cả V840 màu đen này, rồi V840 màu xanh, và em có cả V840 màu đỏ các chị yêu nha. Có tổng cộng là 4 gam mình màu cho mình lựa chọn trong cái mã hàng V840. Và bên em đang bán với cái mức giá vô cùng ưu đãi cho các chị yêu luôn. Giá trên thị trường hiện nay đang có giá là 320.000. Tại hệ thống thời trang bên em, các cửa hàng bán là 270.000. Tuy nhiên trong cái livestream đặc biệt ngày hôm nay, với các chị tham gia livestream và đặt hàng ngay trong livestream này, bên em giảm xuống chỉ còn 220.000 thôi ạ. 220.000 một chiếc váy len thiết kế rất là xinh như thế này thì nó thật sự là rất đáng để cho các chị lựa chọn đấy ạ. Và mẫu váy này sẽ phù hợp với các chị dưới 56kg các chị yêu nha. Đặt hàng mình comment cho em nào. V840 kèm màu kèm số điện thoại ạ. V840 màu đen, V840 màu xanh và V840 màu đỏ. Và hiện tại bạn nhân đang mặc là V840 màu sữa cũng rất là sáng da luôn ạ. Các chị nào mà có làn da của mình không được tự tin trắng sáng cho lắm thì mình chọn màu sữa nha. Rồi còn các chị mà